Yes. Ok, và ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ ba, trận đấu bản lề trong buổi chiều ngày hôm nay giữa Liên Quân và team Hà Nội. Đây là Persian dành cho cầu thủ Gandhi. Rom AC là quân bên phía đối phương. Roman AC là quân bên phía đối phương, còn bên mình là Persam. Về lớp được cầm Roman, còn game thủ Xuân Thứ là người cầm AC. Trong đó Gandhi được cầm Per và Mạnh Hào là người cầm Summer. Quân đánh giá là cần trong trận đấu này thôi, nhưng có con Per trong tay game thủ Gandhi. Và hy vọng anh Gandhi sẽ đột biến, chém chết đối phương luôn. Mạnh Hào trận trước bài 2L chém 4 của Maxi thì đúng là châu đỡ rồi, Thánh đỡ được trận vừa rồi. Vâng, khoảng 4.000 anh em đang theo dõi thì các bạn có thể dành một like, một subscribe tài khoản YouTube Việt Nam Game TV để ủng hộ cho đội ngũ kiểu viên cũng như là bình luận viên của Game TV và cả game thủ nữa. Chúng tôi có thêm những bữa cơm có thịt, ăn rau nhiều xanh hết người rồi. Dạo này gầy quá, không có thịt, khổ. Đây là bài Per của game thủ Gandhi. Vâng, thời điểm đầu thì đi dò thấy cũng lìu tìu thôi, chưa thấy hiệu vòi gì cả. Có một cái rừng ở đây nữa. Có bãi quả phụ dưới nhà nhá, sau rừng thông anh Hào ạ. Thì có hiệu hay cái gì thì cho Gandhi ăn. Vâng, như vậy là Mạnh Hào đã dò ra khu vực đấy rồi. Đi sau cái rừng đấy là thấy bãi quả. Nhưng quan trọng là Gandhi cũng phải tìm thấy đồ ăn ạ. Vâng, như vậy anh Gandhi quyết định nhường luôn cho Mạnh Hào bãi quả đấy. Và anh Gandhi sẽ tách thêm dần đi dò mặt trước này. Và mặt đến hướng 12 giờ, hy vọng sẽ thấy hiệu đầu ở đây. Đúng rồi, thấy luôn bởi hiệu đầu thì Gandhi có voi sao ấy. Không, sao con hiệu lại nhảy kiểu ảo diệu thế nhở. Rất dị. Thành cho những con hiệu game thủ Gandhi. Con hiệu trong bầy hiệu đầu của anh. Như vậy là không có voi, nó lại nhảy ngược lại ạ. Bốn con hiệu trong bầy hiệu đầu thôi. Vâng, 5 con. Bầy hiệu nó đang hơi ngáo ngờ. Mặt trên 12 giờ này còn chưa thấy thêm đồ gì ăn cả. Những con hiệu này sẽ không về sớm được. Đó là vấn đề của Gandhi. Chắc là anh sẽ đóng S ăn cả hiệu cả rừng. Gỗ đầu gần. Hy vọng con nông dân kia sẽ tìm thấy voi. Còn điều sát mép rừng già này khó chịu nha. Bóng rừng rất rộng mà không thể nhìn thấy để phi ạ. Đây rồi, mày bướng. Rồi, cho nó ra ngoài đi Gandhi. Vâng, vẫn chưa đủ gỗ thiết kế chiếc bên đầu. Rồi giết thịt con hiệu kia trước. Đóng S anh ơi. Ok rồi. S đầu nhân đôi ăn cả hiệu cả rừng. Rất tính toán. Năm con hiệu trong bảy hiệu đầu. Vâng, nó chết hơi lỗi tí. Đóng thêm E nữa. Rồi, vâng, như vậy chết dần rồi, gặp đôi sư tử. Vậy chuyển sang màn máy game thủ Mạnh Hào và đấu cầm Sumerian. Đây là Hào. Có bầy hiệu đầu và đang ăn bãi quả phụ mà game thủ Gandhi nhường cho. Bài Per của Gandhi là một bài xấu, nhưng bài Mạnh Hào là khung mắc binh. Tốc biến mới vào được nhà. Vẫn thiếu đồ à? Đi dò thôi. Bài kín thường thiếu mà. Rồi có bầy hiệu đây luôn. Dân Summer không sợ sư tử. Chỗ này kín rồi anh ạ. Chiếc BS thứ hai dành cho game thủ Mạnh Hào. Và kéo dần lên ăn bầy hiệu này. Hai hiệu hai quả đã đủ đồ. Trở lại màn máy game thủ Gandhi. Persian, ơ, có voi có quả nữa này. Cầu voi, ở đây có voi nữa này. Và tự nhiên tìm ra bàn voi thì game thủ Gandhi nói chung đời thì sẽ lên được. Nhưng đây không phải là bài đột biến thôi. Nhưng lực khỏe 8-40. Vâng, như vậy là dò lỗi đôi voi này thật là khốn nạn. Vâng, sao nó núp kỹ thế nhở. Rồi voi quay đầu. 25 dân rồi game thủ Gandhi. Từ tốn câu từng con voi về một bài đời xong còn nguyên bãi quả. Nhưng dù gì anh cũng có một bầy hiệu bên ngoài và đóng ép ăn chay rồi. Giết con voi này. Con voi thứ hai. Vâng, kéo dần lên ăn quả phụ. 500 gỗ. Bài kích đời không sớm của người cầm Persian. Bài này sẽ kích cuối 10. Vâng, những tình huống giỏ lỗi thì ai cũng giỏ lỗi mà anh em.
sao trách được. Nó lại không đúng ở cái bóng giò nông dân của mình, hở một chấm đen nhỏ nhỏ lọt đôi voi vào đấy, phải chịu. Ai muốn? Vâng, BL và BM ở bãi gỗ. Còn voi thứ ba về với nhà chính của anh. Vâng. Thông tin báo về bài chỉ đội bạn đẹp, bài Roman được không anh? Vâng, Roman đã ăn vàng rồi, vãi cả nồi. Rồi, nó đang chọc luôn. Chưa ăn được vàng đã bị con giò của Roman chọc vào, đó như là cái vụ về lớp công giáp cho ngựa giò để chơi thôi. Vâng, chết mất 3 dần ở đây. Vâng, các bạn thấy cái thủ về lớp chọc giò quá khó chịu. Vâng, Gunny cũng đã có giò rồi và thủ con giò này của cái thủ về lớp thôi. Một cái BS để ăn vàng. Nào vào đây, vào đây, vào đây. Lớp không dám vào. Chọc cái gì? Một cái bé ở bãi quả anh ơi. Và có tê công vào. Ai à? Đau quá. Rồi chọc chết được con tê, may quá. Nhưng mà dân ở nhà chính của anh sẽ bị chơi vào thôi. Vâng, tăng L2 dành cho cái thủ gắn đi. Xin thêm con giò nữa nhưng ngựa chém đội bạn đến. Phá vẩy e tốt đến từ gắn đi. Đây là 2L dành cho cái thủ về lớp lao vào. Đóng được cái L2 rồi. Chạy rồi anh ơi. 23 trên 32. Càng quá, Viper lên đời không sớm nhưng về lớp rất đột biến. Bãi gỗ. Rồi, tạm thời kín cho bãi gỗ này. Và 2L bắt đều ra để chơi lại những con ngựa chém của Roman. Và đội bạn đang muốn tạt sang thẳng nhà Mạnh Hào. Chém rồi. Chém chết được con giò của game thủ về lớp rồi. Có khoảng 4 con chém lao ra nhà anh Hào ơi. Đây là màn máy game thủ Mạnh Hào. Và tham lai đang là 29 trên 68. Mặt từ 6 giờ lên còn hở nguyên. Vẽ cái ruộng xấu anh quyết định vẽ lại luôn. Và bị đi luôn vào đây rồi. 3 BA rồi Mạnh Hào. Đây là màn máy game thủ gắn đi. Anh đã bắt đầu xách lạc đà đi chém đối phương và bỏ hết dần gỗ đi ăn hoàng rồi. Cung R của game thủ Xuân Thứ là người cầm AC. Vâng, điều lạc đà với những con cung R này. Gunny đang làm tốt cái công việc của mình. 2L vẫn đang bắt đều khi mà ăn hoàng được. Vâng, có cả game thủ về lớp đây. Chém luôn. Giảm áp lực cho game thủ Mạnh Hào nào. Vâng, Mạnh Hào đang bị về lớp đi vào rát quá. Vâng, vẫn vậy e kịp dành cho game thủ Mạnh Hào này. Một cung R đứng bên trong. Vẫn sửa được này. Ghê phết. Nhưng dường như là chém 4 đến từ bên lớp rồi. Các cây Hào trận trước. Không được. Lùi dân lại thôi. Đây là màn máy game thủ gắn đi. Vâng, anh đang chém dân game thủ bên lớp tại nhà chính của lớp. Và cả cung R ACDN cho tay Xuân Thứ. Nhưng đều một thế trận rất khoai. Nhưng mà bên lớp khỏe quá. Bên lớp đang rất khỏe cái bài này. Và anh Hào có cần Gunny sang cứu không? Có bãi quả ở đây nữa anh ơi. Vâng, có cung R bắn vào bãi vàng. Có lạc đà đứng kê rồi. Và AC đang đẩy quân lên. Tham lai chỉ là 26 nhưng cầm Persian thôi. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho team Hà Nội. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 2 của trận đấu này. Chúng ta để thua trận đầu của C3.